Thưa quý vị, sau hơn một tuần xét xử, ngày 19 tháng 10, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và 9 đồng phạm khác liên quan đến vụ bán rẻ hai dự án khu dân cư ở huyện Nhà Bè và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cho công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 735 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, việc chuyển nhượng dự án phải có thẩm định, đấu giá công khai theo luật quản lý tài sản nhà nước. Tuy nhiên trong vụ án này, bị cáo Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và bị cáo Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc công ty Tân Thuận, có 100% vốn nhà nước được giao quản lý dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè và khu dân cư ven sông quận 7 cùng những người khác đã không thực hiện đúng các quy định, chuyển nhượng cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá thấp hơn giá thị trường. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí. Tổng hợp với bản án 8 năm 6 tháng tù do sai phạm bán rẻ 9 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn bị tuyên vào giữa năm nay, ông Cang phải chấp hành hình phạt chung là 14 năm 6 tháng tù. 9 bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 3 đến 13 năm tù. Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 5 bị cáo liên quan đến tổ chức bán đấu giá 262 lô đất nhà liên kề tại khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 4 bị cáo và miễn trách nhiệm hình sự đối với một bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Trí Hiến, nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chủ tịch hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất 6 năm tù bị cáo mai hắc lợi nguyên phó giám đốc sở tư pháp phó chủ tịch thường trực hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất 5 năm tù cả bốn bị cáo đều phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí các bị cáo và một số cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải nộp số tiền bồi thường cho Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên là hơn 6 tỷ đồng. Theo cáo trạng từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Chí Hiến đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa. Trong quá trình thực hiện, các bị cáo đã cho phép nhà đầu tư được hỗ trợ giảm giá 5% trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỷ đồng. Hôm nay thông tin từ Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Nam cho biết tại kỳ họp thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời thi hành kỷ luật cảnh cáo khiển trách đối với hai phó giám đốc bệnh viện này. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Nam nhận thấy Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra việc lập khống hồ sơ bệnh án thanh toán bảo hiểm y tế. Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xét xử phạt tù đối với một đảng viên và hai cán bộ viên chức. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức khiển trách, đồng thời thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Dương Quân, Phó giám đốc bệnh viện và kỷ luật khiển trách đối với ông Lương Tấn Đức, Phó giám đốc bệnh viện. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lập khống hồ sơ bệnh án, thanh toán bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 10, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội nhận hối lộ. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Hai ông Thái và Thành bị bắt do có vi phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai và công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. ngày hôm nay công an tỉnh bắc giang đã bắt khẩn cấp ông vi đức ninh viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi nhận hối lộ ông ninh bị bắt vì nhận hối lộ liên quan đến một vụ án ma túy mà viện kiểm sát huyện lục ngạn chịu trách nhiệm kiểm sát điều tra đến nay công an tỉnh bắc giang đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho cơ quan điều tra hình sự viện kiểm sát nhân dân tối cao để tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền Thưa quý vị, sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được một số đối tượng lợi dụng mưa lũ để thực hiện trộm cắp hàng trăm chiếc điện thoại di động tại cửa hàng điện máy xanh vào đêm ngày 14 dạng sáng ngày 15 tháng 10 vừa qua. Tối ngày 14 tháng 10 do mưa lớn, nước dâng cao nên nhiều người dân trú nhờ tại cửa hàng trong thời điểm điện bị cắt, tủ kính bị vỡ, các đối tượng đã trộm hàng trăm chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được 5 đối tượng nghi vấn và 4 đối tượng khác có liên quan. Qua đó đã tiến hành mời các đối tượng trên về cơ quan công an để làm việc. Các đối tượng sinh năm từ năm 1999 đến năm 2003. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã thu giữ được 38 chiếc điện thoại các loại, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.